Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em Chi cũng giao lưu với anh em số phôi mai vàng, hàng cũng khá đẹp nha. Cây đầu tiên cái mai xù anh em. Cây này nó có búp bông luôn nha. Này không biết nhiêu cánh nữa, chắc cũng búp này chắc bông đẹp anh em ơi. Cánh gì? 5, 6, 7 cánh gì đó, không biết luôn. Có búp bông đó. Bạn này giờ chưa thấy mặt bông nữa. Cây giống như kỳ lân anh em. Cây sống khỏe mạnh đàng hoàng anh em, em nhìn lá là biết liền ha. Cây này xù cám ha. Xù cám. Rồi, đâu hoành đi. Hoành. Hoành đâu, vị trí này là 27. 27. Em để cái lá cho anh em biết cây rất là khỏe ha. Đường kính bầu nó là 30. Cái Q1. Mã số Q1 giao lưu với mọi người là 2.500.000, em bao ship toàn quốc. Cái này xù cám nha, quay từ từ lại. Đó. Cám hết trơn luôn nha anh em. Chỗ này cái cọng rễ này nó có bị lửa miếng nè. Rồi, cái Q1 2.500.000 anh em ơi. Bao ship tận nhà cho anh em luôn ha. Rồi tiếp tục cái Q2. Đó, cây này cũng bố 33, cây này dài lắm, già luôn anh em ơi. Q2. Cái bệ đế dữ lắm, bệ đế luôn nè. Cây nó già mà da me luôn nè anh em thấy không? Ha, giống như là mai da me vậy đó. Cây thì lá xanh tốt bình thường nha anh em. Cái này là giống như nó liền vậy đó. Đó. Nó liền lạc nhau. Giống như nó dính nhau vậy đó. Rồi quay sơ đi. Rồi, tổng hoành luôn. Tổng hoành hai cái thân này nha. Đó là 39. Rồi quay tổng hết luôn. Tổng nguyên cụm này là 51. Tổng nguyên cụm 51 nha. Chiều cao nó là 64. Đường kính màu của nó là 45. Rồi mã Q2 này em giao lưu với mọi người là 2.300.000 ba ship toàn quốc. Rồi quý hai 2.000.000 bao ship ha. Q3. Q3. Cái này quái lắm nha anh em. Q3. À, trên đây có cái chỗ này là đường cắt cũ nè. Rồi Q3 600.000 bao ship anh em ơi. Rồi xuống luôn. Cầm cây sẵn nha. Q4. Đó. Cây này cái bệ đế đẹp lắm anh em. Quay sơ nhẹ nhẹ đi. Đó. Hoành 16. Hoành 16. Chiều cao là 54. Đường kính bầu 30. Q4 này em giao lưu với mọi người 600.000 bao ship toàn quốc. Rồi Q4 600.000 bao ship luôn em ơi. Q5. Cây này bị đế cũng dữ lắm nè. Bị đế dữ lắm nè. Cái cọng rễ này nó bị đổ miếng nè. Bao ship. Q6. Hoành nó 20. Chiều cao là 55. Đường kính bầu là 30. Q6 giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. Cây này bệ đế cũng dữ lắm rồi nè. Hoành nó là 18.
36, đường kính bầu 30, quy 7 ra luôn với mọi người, 600 ngàn em bao ship toàn quốc. Rồi quy 8. Ồ, bệ đế dữ lắm, bệ đế rồi nè. Hoành nó 16, chiều cao 31, đường kính bầu 24. Rồi hoành luôn em ơi, chiều quy 9 nha anh em. Hoành nó 15, hoành 15, chiều cao 38, đường kính bầu 33. Rồi quy 9 cho lưu với mọi người, 600 ngàn em bao ship toàn quốc. Rồi quy 9 chỉ 600 ngàn thôi nè, bao ship luôn nha. Cụ đế dữ lắm, cụ đế ha. Cây này bao bông đẹp nha anh em. Cây này, nè. Cái lỗ này, cái tại cây này là hồi Tết chơi nè anh em ơi. Bán xong rồi cắt xuống đó anh em ơi. Chơi rồi cắt xuống đó. Cây này là bao bông đẹp cho anh em nè. Cây này bông cực kỳ đẹp luôn á. Đo hoành đây là 30. 30. Chiều cao đó là 29. Đường kính bầu của nó là 33. Quy 11 giao lưu cho mọi người 1.200.000 em bao ship toàn quốc. 1.200.000 bao ship. Cụ đế quá trời luôn. Quy 12. Cái này già lắm. Hoành 21. Chiều cao 43. Đường kính bầu 27. Quy 12 giao lưu cho mọi người 900.000 em bao ship toàn quốc. Rồi. Quy 12 mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, em cảm ơn mọi người đã xem. Điện thoại là 0788 753 876. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.